Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay, em muốn giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là máy phát điện bãi hàng second hand của xe Hyundai Accent. Đây, đây là trước màn hình, chính là hình ảnh tổng quan của chiếc máy phát. Chiếc máy phát thì sẽ được bắt là hai chân dưới, một chân trên như thế này. Đây là giắc điện của nó. Nó sẽ đời này nó sẽ có đời 2 giắc và 3 giắc. Đây là phần phía đuôi sau của máy phát. Anh em có thể nhìn đây là chiếc máy phát còn zin 100%, chưa có vết tháo, vết sửa chữa gì. Và nhất là cái cuộn đồng bên trong này, anh em nhìn này. Chuẩn luôn. Đó. Cái máy này thì đã được test trước khi em quay video rồi. Đã được test ok để chỉ chờ chuẩn bị em giao cho khách thì em quay cho anh em. Đây, em nhìn anh em nghe nhé, không có một tiếng kêu luôn. Bully của dòng này nó là 6BK đấy, bully 6BK là Jaguar sẽ chạy bản 6, 5 rãnh sẽ là 6BK. Đây, đây chính là chiếc máy phát của Accent. Vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm máy phát điện second hand của xe Hyundai Accent. Với cái dòng sản phẩm này nó có thể sử dụng đắp chung được cho rất là nhiều dòng, dòng xe Hyundai này, dòng Kia này. Đấy, với cái dòng máy này, khi anh em đã là thợ thì chúng ta nhìn chúng ta có thể thấy rõ sự gọi là trùng khớp nhau của nhiều dòng xe với một chiếc máy phát này. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Bên em hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727722. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.